Tình yêu, người một khái niệm đa nghĩa trong cách hiểu và biểu cảm của từng người. Tình yêu đến đôi khi chỉ từ một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ. Nhưng để có được hạnh phúc từ tình yêu ấy, phải trải qua những cam go thử thách của cuộc sống bằng cả con tim và trí óc. Anh không sợ mình không đủ tình yêu để cùng em thuyết phục gia đình. Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Ba không muốn con làm những điều mà ba mẹ không thích. Ngọc Vy, tiểu thư Đài Cát, chạm ngõ yêu thương ngay những giây phút đầu tiên khi gặp Hoàng, một nhân viên làm trong siêu thị. Quá chút đã hết. Mọi chuyện đã rồi thì ba mẹ không thể. Quyết liệt từ cha bỏ mẹ để đến với tình yêu của mình. Nhưng hiện thực cuộc sống đã khiến cho cuộc hôn nhân của Vy và Hoàng nhanh chóng chia xa. Ê, làm gì cũng không cẩn thận hết trơn á, đụng đâu là bể đó à. Anh không quan tâm là em có bị làm sao không? Anh chỉ quan tâm đến cái máy đó thôi à. Tôi muốn từ đây về sau cậu hãy lánh xa công viên nhà tôi. Định mệnh sắp đặt, Hoàng và Vy gặp lại nhau trong hoàn cảnh trái ngang, bẽ bàng. Anh trở thành một doanh nhân thành đạt và là chồng sắp cưới của Khánh, cô bạn thân của vợ cũ. Và trong trái tim em chỉ có một mình anh thôi. Anh làm tất cả những điều đó chỉ muốn kéo em về với anh thôi. Con đường tình yêu của họ trở nên chông gai hơn khi cả hai cố nén giữ trong lòng. Liệu rằng Hoàng và Vy có thể quay trở lại với nhau hay không? Bây giờ bắt đầu lại. Và hơn hết, họ có thực sự hạnh phúc viên mãn khi quyết định chúng ta yêu lần nữa. Tổn thương cho nhau. Mình làm lại từ đầu có được không em? Bộ phim Yêu Lần Nữa sẽ được phát sóng 12:50 các ngày trong tuần trên sóng NTV bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm 2013.